cha con ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút đơn kháng cáo. Sáng ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Đinh La Thăng và các bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC. Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa bất ngờ công bố cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN Trịnh Xuân Thanh rút toàn bộ kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã kháng cáo kêu oan. Ông Thanh khẳng định không tham gia vào các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Như bản án sơ thẩm đã quy kết, ông Trịnh Xuân Thanh đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại cả hai tội danh này và xem xét lại toàn bộ trách nhiệm dân sự của ông. Ngoài ra, đáng chú ý, ông Trịnh Hùng Cường, con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh, tại tòa cũng cho biết trong hôm nay sẽ nộp đơn rút kháng cáo. Ông Cường có kháng cáo đề nghị trả lại biệt thự AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhome, căn hộ 15F05-32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, ô tô Mazda CX-5 màu trắng, biển số 30A97097. Ông Cường cho rằng đây là tài sản do ông bà cho mình, không thuộc tài sản phải thi hành án nên đề nghị được trả lại. Tại bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tù chung thân về tội tham mô tài sản, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là chung thân. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo trong nhóm tội cố ý làm trái buộc phải bồi thường thiệt hại cho PVN số tiền hơn 119 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh mỗi bị cáo bồi thường số tiền 30 tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội tham mô tài sản liên đới bồi thường cho PVC số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh bồi thường 4,4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác nhận bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã nộp số tiền 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Trịnh Xuân Thanh để bảo đảm thi hành án. Chủ tọa Nguyễn Xuân Sơn cho hay, ngày 2 tháng 5 bị cáo xin rút đơn kháng cáo của toàn bộ hai bản án mà ông Thanh đã bị đưa ra xét xử. Cũng trong đơn, ông Thanh nêu vì lý do sức khỏe nên xin vắng mặt tại phiên tòa này. Hội đồng xét xử sau đó đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Trịnh Xuân Thanh, bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 ngày, chủ tọa điều hành phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Sơn. Phiên tòa được mở do cả kháng cáo của bị cáo trong vụ án cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa lần này, phóng viên tham dự đưa tin phiên tòa sẽ phải ngồi theo dõi phiên xử qua màn hình TV tại một phòng khác ngoài phòng xử án. Bắt chùm ma túy là cựu cảnh sát, lộ diện hung thủ vụ giết người 1 tỷ. Bắt chùm ma túy từng là cựu cảnh sát, trong sự nghiệp hơn 10 năm đối đầu với tội phạm ma túy. Nhưng vụ án Nguyễn Tiến Dũng, tức Dũng Mượt, 45 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, được Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, Hà Nội, đánh giá là chuyên án thành công trọn vẹn. Khi bắt được thủ phạm, thu tang vật và mở rộng hết đồng phạm trong đường dây, Thiếu tá Thắng nhớ lại, khoảng tháng 6 năm 2014. Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên phát hiện ổ nhóm có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu, để tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo nhằm qua mắt các trinh sát. Dũng thu nạp đệ tử của mình chủ yếu là thanh niên trẻ, trong đó có cả sinh viên tham gia, để dễ dàng điều khiển nhóm thanh niên này đi nhận và giao hàng. Dũng cho chúng ăn, ở và sử dụng ma túy thoải mái tại nhà mình, còn Dũng đứng phía sau chỉ đạo và sẵn sàng phủi tay nếu bị phát hiện. Thời điểm phát hiện ra Dũng Mượt chính là kẻ cầm đầu đường dây tội phạm ma túy trên, bản thân Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng và anh em trong đội hết sức băn khoăn, trăn trở. Bởi trước đó, Dũng từng công tác tại Công an quận Long Biên. Sau khi bị cho ra khỏi lực lượng do dính líu đến nợ nần, cờ bạc, Dũng đã tổ chức một đường dây buôn ma túy tổng hợp, số lượng lớn từ Trung Quốc sang Lạng Sơn và đưa về Hà Nội tiêu thụ. Dũng trước đây công tác ở vị, bởi vậy, ở góc độ tình cảm, không bao giờ muốn nhìn Dũng bị bắt vì vi phạm pháp luật,
đặc biệt là lĩnh vực công tác của anh em. Nhưng trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm như ma túy, thì không có ngoại lệ, Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng nhận định. Thiếu tá Thắng cho biết thêm, điều khó khăn nhất của vụ này là Dũng hiểu được các biện pháp nghiệp vụ trong lực lượng công an. Đồng thời, biết mặt các trinh sát viên nhiều kinh nghiệm của đội ma túy, nhà Dũng lại nằm ở vị trí độc đạo. Chỉ có một lối đi duy nhất, ngay đầu ngõ ra, vào, Dũng bố trí 2 camera quan sát và có người trực trong nhà, nên rất khó để các trinh sát tiếp cận mục tiêu. Bản thân Dũng cũng không trực tiếp giao dịch, mua bán ma túy với khách, mà sử dụng các đối tượng sinh hoạt ở nhà Dũng. Nhưng với quyết tâm không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quận, anh Thắng cùng các đồng chí trinh sát trẻ mà Dũng chưa biết mặt, hóa trang thành những người bán xôi, mua đồng nát, để áp sát và theo dõi cách bố trí của nhà Dũng. Những đối tượng thường ra vào nhà Dũng. Một khó khăn, vất vả nữa, trong chuyên án này, là do Dũng có thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, liên tục thay đổi số điện thoại liên hệ, Thiếu tá Thắng cho biết. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày 19 tháng 6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định thời cơ triệt phá chuyên án đã đến, ban chuyên án đã quyết định bố trí một tổ công tác, gồm 9 đồng chí bắt số đối tượng ra khỏi nhà Dũng đi giao ma túy. Tổ công tác còn lại gồm 11 đồng chí áp sát khu vực nhà Dũng chờ lệnh. Đến 18:20 cùng ngày, ban chuyên án đã bắt giữ 2 đàn em của Dũng mượt đang trên đường giao hàng, thu một túi ma túy đá và 208 viên ma túy tổng hợp. Tổ công tác còn lại ập vào nhà Dũng, khiến hắn không kịp trở tay. Thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Nguyễn Tiến Dũng, ban chuyên án thu tang vật gồm 16 viên ma túy tổng hợp, một túi ma túy đá, 2 cân điện tử dính ma túy. Khi bị bắt, Dũng mượt gần như chết lặng, và 9 ngày liên tiếp, hắn không hé răng một lời. Đến ngày thứ 9, với lời động viên chân thành của Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng, cùng với những chứng cứ thu thập được từ các đối tượng, Dũng bắt đầu khai nhận với thái độ khá thành khẩn, và những lời khai của anh ta hoàn toàn trùng khớp với lời khai của những đối tượng tham gia trong đường dây. Từ lời khai của Dũng mượt, cơ quan điều tra đã khai thác mở rộng, bắt giữ tổng cộng 13 đối tượng khác trong đường dây. Làm rõ từ tháng 5 năm 2014 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tiêu thụ 6 kg ma túy đá, 2.800 viên ma túy tổng hợp và 50.000 viên hồng phiến trên địa bàn Hà Nội. Trung bình mỗi ký ma túy dạng đá, người đàn ông cầm đầu đường dây lãi 400 triệu đồng. Lộ diện kẻ giết người thuê giá 1 tỷ. Ngay sau khi bị bắt, Dũng mượt được phát hiện có dính líu đến phi vụ hợp đồng giết người thuê với giá 1 tỷ đồng một mạng. Bản hợp đồng được ký miệng giữa Dũng mượt và một cặp vợ chồng không quen biết ở Bình Dương. Nhớ lại thời điểm vụ án ma túy do Dũng mượt cầm đầu, Thiếu tá Thắng cho biết, lúc đó tôi bất ngờ nhận được điện của chỉ huy phòng nghiệp vụ công an Hà Nội. Cấp trên đề nghị tôi lên hỗ trợ công an tỉnh Bình Dương phối hợp làm rõ một vụ án Dũng cùng đồng bọn gây ra ở Bình Dương. Lúc đó tôi đoán Dũng mượt chỉ liên quan đến án vụ ma túy nào đó ở Bình Dương, chứ không biết hắn là kẻ chủ mưu giết người. Vị phó đội trưởng nhớ lại, theo điều tra, sáng 6 tháng 1 năm 2013, Dũng và đồng bọn di chuyển từ Hà Nội vào miền Nam, mang theo súng để truy sát anh Nguyễn Tấn Phú theo hợp đồng. Vụ án này Dũng được ứng trước 500 triệu. Sau khi nhận tiền, Dũng thuê 2 người ở miền Bắc vào trong đó. Khi đã xác định được đặc điểm, xe đối tượng đang đi, bọn chúng vờ tạo ra va chạm giao thông. Sau đó gõ cửa yêu cầu lái xe hạ kính, rồi dùng súng bắn. May mắn cho nạn nhân, những kẻ giết người thuê nã đạn trượt. Anh Phú thoát chết. Khi nắm được vụ việc, tôi nói anh em, đối tượng này đã từng làm trong ngành, cho nên để đấu tranh được đối tượng không hề đơn giản. Anh em ở Bình Dương vào đấu tranh, chắc chắn sẽ khó khăn, không hiệu quả. Chính vì vậy, hôm đó tôi có đi cùng anh em Bình Dương. Nhưng tôi có yêu cầu, anh em ở ngoài để tôi trực tiếp vào đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tôi đã khiến nhóm đối tượng trên đã thừa nhận hành vi của mình. Thiếu tá Thắng nhớ lại, sau khi ra Hà Nội, một lần nữa giáp mặt với người cán bộ đã khuất phục mình trong vụ án ma túy, Dũng mượt tiếp tục được nghe anh Thắng động viên và sớm kể rành rọt vai trò chủ mưu trong vụ án. 1 tỷ lấy mạng người. Ngoài lần bắt cựu cảnh sát, trong năm 2014, Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng còn cùng đồng đội khám phá chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, thu giữ 106 bánh heroin. Đường này hoạt động trên tuyến Sơn La, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, do Nguyễn Văn Trình, 49 tuổi, ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La cầm đầu. Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng
Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, Hà Nội, được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ, công an thủ đô xuất sắc, một trong 20 thanh niên, công an tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2. Tuy nhiên khi nhắc đến những thành tích anh đạt được, anh chỉ nói, đó là công lớn của cả tập thể và sự chỉ đạo sát sao từ cấp trên.